Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng khái niệm đảng cầm quyền với các tiêu chí rất cụ thể như đoàn kết thống nhất, vì nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi, tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau. Sau hàng chục năm lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, chiến đấu vô cùng gian khổ, đảng ta mới giành được chính quyền, mới trở thành đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền làm cho chính quyền thật sự thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực dưới sự lãnh đạo của đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương và khởi xướng phương thức cầm quyền bền vững nhất nhưng khó nhất, cầm quyền bằng nhân cách đạo đức của Đảng. Bởi lẽ, trong tư duy của Bác, đạo đức là gốc, là nền tảng. Nhờ đó mà con người không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền. Không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đạo đức của Đảng thể hiện sinh động ở từng con người đảng viên cụ thể. Mẫu hình nhân cách người lãnh đạo cầm quyền theo kiểu nhân cách văn hóa của Hồ Chí Minh phải hội tụ đủ các phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Những phẩm chất của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền không từ trên trời rơi xuống, không tự nhiên mà có. Chúng được hình thành, dần dần được củng cố, làm thành nội dung văn hóa Đảng trong thực tiễn hoạt động cách mạng vô cùng phong phú, khó khăn nhưng cũng rất oanh liệt, hào hùng. Thông qua việc làm thường xuyên, tự xây dựng, tự chỉnh đốn, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng ta. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh lo lắng đến tương lai, tiền đồ của dân tộc. Sự tha hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên khi đã có chức có quyền. Bởi vậy, người chỉ rõ, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác chỉnh đốn đảng nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết nhất trí trong Đảng, tăng cường sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền. Đảng ta hết sức chú trọng và luôn luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện có tính quyết định để bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Những thành tựu bước đầu quan trọng đạt được trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Các kết quả đạt được thể hiện rõ rệt ở việc mở rộng dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội, tạo nên luồng sinh khí mới, thúc đẩy việc phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, nâng cao tính tích cực của nhân tố con người. Thưa quý vị và các bạn, sự lãnh đạo của Đảng, vai trò cầm quyền của Đảng được thực tế khẳng định như một tất yếu lịch sử. Đại đa số cán bộ đảng viên trung thành với lý tưởng của Đảng, với đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng và dân, dân với Đảng đã trở thành mối quan hệ máu thịt, tin cậy lẫn nhau và là nguồn sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Chuyên mục của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.